Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay ở bên Đại Kinh Nam sẽ giới thiệu cho bạn các dòng sản phẩm. Đó là motor bom phi được gắn với giáp phối hợp sổ số NMRV ạ. Và cái chất liệu của cái motor này thì nó là hộp kim nhôm. Nó rất nhẹ để gắn vào băng tải hoặc là gắn vào những cái chế biến gỗ ăn tải hoặc là chế biến gỗ rất thích hợp. Hàng này hoặc bom phi này thì nó là công nghệ của Italia, nhà máy tại Việt Nam. Hàng chất lượng được bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà máy. Motor này có công suất từ 0,4 kW đến 3,7 kW. Và đây là cái motor bom phi, mã sản phẩm của nó là BL80V4, đây là kW 0,75 kW, tương ứng với 1 HP ạ. Và cái motor này được gắn với hộp số size 63 50 HZ. Này là BL71B4 0,37 kW, gắn với hộp số NMRV size 50. Các bạn biết thêm chi tiết thì vào website của Đại Kinh Nam hoặc là số điện thoại trên video của bên công ty Đại Kinh Nam. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn đã theo dõi video của bên Đại Kinh Nam. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.